Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Vida Shop. Ok, chào anh chị em. Rồi, tiếp tục CAVS vẫn lại cho ra mắt một sản phẩm mới nữa. Lần này là Micro T6. Micro T4 lần trước đã được rất là nhiều khách hàng yêu thích và cho lựa chọn. Để lần này cái mẫu cao cấp hơn cái con T4 nó là mẫu T6. Ok, cùng đập hộp xem bên trong nó có gì. Đây, mặt nó phụ kiện nó gồm hai giắc chống lăn, giắc 6 ly nguồn như các cái thiết bị micro khác thôi. Nguồn nó là nguồn 14V 0,7A. Ok, khá ổn. Còn cái tay mic, đây là hình tay mic. Đây. Mic nó một màu đen xám. Trên thân có cái ghi chữ CAVS T6 và là sóng UHF. Rồi, mặt ngoài thì cũng chưa có gì để nói nhiều. Chút lên hình lên nhạc để đánh giá thử xem sao. Rồi, đây là mà còn cái đây là cái đầu thu sóng. Đây. Màu đen. Để thiết kế một màu đen tuyền nhám phía trước khá đẹp, các nút bấm cũng ok. Đây là mặt trước, rồi đây là mặt sau, nó cũng tương tự như những cái dòng micro khác thôi, cũng đều có hai cổng anten, một cổng 6 ly và hai giắc canon, có một cái nút keylock này nữa. Đây là cái điểm khác của cái sản phẩm này so với một số mẫu micro khác trên thị trường. Đây, chút buổi sẽ gắn vô và test thử cho các bạn cùng xem. Ok, và đây là giao diện của cái MT6 này khi mà lên hình đó, khi gắn đèn lên đây, lướt qua lướt lại cho anh em xem. Mình đang gắn với cái âm ly là CAF AX600 Plus với cái loa Koda. Đây, đặt khá gần nhau. Rồi quay lại nhân vật chính là T6 này. Màn hình trước là một màn hình LED một cái, hiển thị thông số đẹp mắt, màu sáng. Rồi còn sản phẩm thì đen nhám, rất đẹp. Bên đây có CAVS chữ in lên cũng khá là đẹp. Ở phía trên là một cái tem của CAVS này. Rồi, còn về tính năng sản phẩm thì sản phẩm này nó không có chức năng tự ngắt, nhưng mà nó có cái chức năng dò sóng rất là đơn giản cho anh em xài. Ví dụ thôi, hiện tại là đang lock này, cái nút lock lúc nãy là để khóa lại không có cho mở sóng á. Cầm giùm anh cái. Đây, cái nút lock này mục đích nó là để một là có chức năng dò sóng, hai là tắt chức năng dò sóng đi. Ví dụ bây giờ mở ra thì ở trước đây đó, có thể dò sóng được bao nhiêu kênh đó tùy thích, và nó dò được rất là nhiều kênh này. Nó để coi 45 kênh khác nhau. Đó, ví dụ cái này là cái mic này là mic kênh 10 này, kênh A này. Tương ứng ở đây là kênh A, đây là channel 10, thì cái kéo về channel 10. Cứ nhìn cái số ở trên này cho dễ, còn khỏi cần quan tâm cái số ở dưới. Số dưới thì cũng là tần số sóng đó, nhưng mà nhìn số trên nó đơn giản hơn. Đó, hai cái kênh nó khớp nhau. Giờ cái này đã lên tiếng rồi. Mình chỉnh lệch đi một kênh là nó hết lên tiếng. Nhưng mà thường là cái nút đó thì nên khóa lại. Khóa lại cho nó, để mà ở nhà có em nhỏ rồi gì đó muốn chỉnh cái này thì không khỏi bị mất đi cái sóng, tần số sóng. Ok. Còn cái volume của dòng mic này là
15 nắp volin khác nhau. Cái nút bấm volin thì cứ nhấn giữ nó sẽ chạy hoặc là nhấp. Ok, nó cũng tương tự như các cái dòng mic khác. Nhờ về chất âm. Micro rất là tốt, siêu tốt. Không âm không mày ơi. Không âm hay nha. Trời ơi, chống hú nữa nha, không hề nghe tiếng hú luôn. Quảng cáo quá. Không hề, trời ơi, tự hát tự cảm nhận. À dạ. So với mấy mic từng hát thấy sao? Thôi, thấy mic này hay hơn á. Mấy cái mic kia nó có cảm giác như nó cái giọng mình nó bị yếu, còn cái này thì không có. Vậy mua về ở nhà xài đi bạn. Giá 5 triệu á. Mua 5 triệu ha. Không, giá cũng được 5 triệu mà cái này là hay thì được. Bán tiền đúng không? Đúng. Xứng đồng tiền luôn. Đúng, xứng đồng tiền. Em mua đi. Một tháng tiền lương của em. Ok, thôi tạm biệt đi. Tạm biệt mọi người. Hết thời. Hư hỏng liên tục. Bạn rối tung rối mù. Muốn hát nhưng mất hết cả hứng. VDA chuyên gia âm thanh karaoke. Tư vấn tận tình, nghe âm thanh tận tai, giao hàng tận nơi, phối ghép chuẩn xác, lắp đặt nhanh chóng, gọn gàng đẹp mắt. Bài nào cũng có, không lo mất hứng. VDA phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh của shop mình. Đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm thiết bị karaoke hay. Và có ai mua hàng, giới thiệu cho shop mình với. Số điện thoại liên hệ dưới tiêu đề video nhé.